Ngày 22 tháng 9 năm 2018, đoàn từ thiện chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất phát lên đường đến các tỉnh miền Tây để trao tặng quà Trung thu cho các thiếu nhi tại các tỉnh như An Giang, Cần Thơ và Trà Vinh. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang và kết hợp cùng tổ đình Phi Lai, chùa An Sơn trong hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tổ chức chương trình lễ hội Trung thu với chủ đề Chia sẻ yêu thương. Theo lời chỉ dạy của Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhân, Đại Đức Thích Minh Ân đã đại diện đoàn cùng Chư Tôn Đức, quý Phật tử Mạnh Thường Quân có những phần quà gửi đến các em thiếu nhi tại các tỉnh miền Tây. Trung thu là Tết truyền thống của các em thiếu nhi Việt Nam và trẻ em trên thế giới, là một nội dung vui chơi không thể thiếu trong hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em hàng năm. Từ những ý nghĩa đó, Chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo đã trao tặng trên 2.000 phần quà cho các em thiếu nhi tại trường B thị trấn Ba Chúc, trường tiểu học Núi Voi, gồm bánh trung thu, lồng đèn dành cho học sinh trong huyện. Tuy phần quà nhỏ bé nhưng rất có ý nghĩa trong ngày hội trăng rằm, là niềm động viên khuyến khích các em được tự tin và an vui trong học tập. Tiếp đó, trưa ngày 23 tháng 9 năm 2018, đoàn đã đến tại chùa Phước Tường, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nơi đây còn có sự tham dự của Thượng tọa Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phước Tường. Đại Đức Thích Minh Ân, đại diện tài trợ chương trình. Về phía địa phương tham dự có bà Kim Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Cầu Kè và các cấp lãnh đạo xã cùng thầy cô giáo các trường. Nơi đây, đoàn đã trao tặng 2.200 phần quà cùng một suất học bổng 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong xã. Đoàn lại tiếp tục hành trình đến trường tiểu học Trung An 1, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Chương trình được diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em. Tại đêm hội, Đại Đức Thích Minh Ân đã trao một suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó và tặng 2.400 phần quà trung thu cho các em học sinh tại trường tiểu học Trung An 1. Đoàn từ thiện chùa Minh Đạo thành phố Hồ Chí Minh rất vui mừng khi có được sự chung tay góp sức của nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đã giúp đỡ tịnh tài tịnh vật, tặng những phần quà ý nghĩa cho các em, tạo không khí vui tươi ấm áp trong dịp Tết Trung thu năm 2018 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đó nói lên những thâm tình mà Phật giáo đối với cộng đồng xã hội được gắn kết bao thế kỷ đi qua, luôn đồng hành trong suốt chiều dài lịch sử.